Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game PUBG trên cái màn hình phụ của Z Flip 3 nha các bạn. Khi chúng ta chạy như vậy nè, chúng ta không thể đấm được. Ủa, được nè. Vậy là một số game nó có hỗ trợ các bạn ơi. Ví dụ như mình chơi chém trái cây á, là mình chỉ được có một điểm thôi. Và chơi Liên Quân cũng có một điểm thôi. Còn PUBG nó lại được 2 điểm các bạn ơi. Không hiểu. Chưa gì đã có tiếng súng rồi. Tiêu 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 rồi, tiêu rồi. Chạy nhanh. Trời ơi, nhảy xuống chỗ này làm cái gì? Thôi được rồi, rồi ok. Mình chỉ trải nghiệm thử thôi nha các bạn, chứ cái màn hình nhỏ này thì sao mà bắn được đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ vô đây mình test súng nha. Đây, rất mượt luôn các bạn ơi, rất là mượt. Chưa, rồi. Đấy. Đâu xe đâu, chạy thử coi. Xe nó nằm ở chỗ nào? Đây đây. Đấy, xe màu đỏ đây. Đi. Đi. Rồi, vậy là mình vừa trải nghiệm thử cái game PUBG trên cái màn hình phụ của Z Flip 3 nha các bạn. Nói chung rất là mượt, nhưng mà tại vì nhỏ quá nên cũng rất là khó điều khiển luôn. Rồi, nếu các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.